tuần tra ngay và liệu đó, đỡ. Nhiều cái gọi môn phái đội trải nghiệm đội gió cho nha nam. Tám đội phái Thiếu Lâm đạo pháp, nói chung khải mắt 3 kêu rồi, giờ chuyện cái gì nó cũng mắt đó này, mà chắc là nó chọn chỉ 2 kêu thôi, nó chọn chỉ 2 kêu thôi. Rồi nó chỉ chọn 2 kêu nè, còn cái bọng nó không mắt đó chứ, chọn 2 kêu thôi. Sẽ đổi hai món này cho con Thiếu Lâm bên nào. Thiếu Lâm tăng biến Khải mất sinh khí. Đúng rồi, Khải có con Thiếu Lâm mất sinh khí rồi. Con xe của Khải là 16 cam máu nè. Có người 16 cam máu rồi nè. Mất sinh khí rồi, một con Thiếu Lâm mất sinh khí rồi. Đây cho anh em xem set đồ của Thiếu Lâm mất sinh khí này. Hiện tại bây giờ xe Khải 2 Thiếu Lâm. Đó, một năm đọc bùa, một ngày bị búp. Đó. Đây, Thiếu Lâm đây. Thiếu Lâm nãy giờ biểu đồ cho nó đây. Tại vì lúc nãy Khải bị bung đồ á. Đây Thiếu Lâm nè, nón thủ 25, áo hiệp cốt 50, bao tay kháng hộ 24, đai lưng kháng lôi 28, giày kháng lôi 29, đao đai lưng nhẫn. Ôi đó, mang nón này đó. Rồi áo thì bây giờ này không kích được cái đau nè, trời ơi. Phù hoành 50 thì ngon ấy mà không kích được đau nè em ơi, ở trước mặt năm hành đây. Không kích được đau bỏ không luôn nè. Hù kìa, cái bãi chữ nè, cái nỏ kìa, đột xác rồi tóc rồi đánh. Ủa cái nỏ đi sao nó cũng vậy. Ok. Bấm bài được. Từ ba vẫn được anh. Cái nhẫn đâu rồi? Con bóp thì mọc móc là được. Rồi, được hai lấy một cái nhẫn thông pháp nữa nè. Nhẫn thông pháp đâu rồi? Nhẫn thông pháp 11 đây. Hoàng Thiếu Lâm khả định mang 50 phục hồi mà không được, mang kiểu đó thì không được. Rồi khả kết cái áo vô lại như cũ nè. Áo nè, lên nón nè. Rồi xong. Sẽ đồ như cũ thôi nè, nhâm hành như cũ thôi. Thay cái nhẫn trốn thành cái nhỏ kháng hỏ. Rồi rồi xong đó, ấy gì game kháng hỏi được 56 thôi nè, tại vì Khải mang theo kiểu phòng thủ á, kháng hỏi được 56 thôi. Máu Khải 7k bóp lên được 9k4 à, ok đó. Đào sao anh em xem xét đồ này, chỉnh đồng hồ kìa Khải hả, đang đúng giờ mà anh. Ủa sao mới có 8 giờ ta, ui lỗi rồi. Đồng hồ mình mới 8 giờ, áo vậy. Đây mới 7 giờ 58 rồi, rồi ok, sao đồng hồ. Rồi ok anh em ơi, anh em nhắc không nhắc cũng sai rồi. Ok nha, chuẩn đồng hồ nha. Anh em ơi, sơ đồ Khải thì cũng theo chuẩn năm hành như cũ anh em, không có gì khác nè em ơi. Không có gì khác. Đó. Nón phòng thủ 25, gia truyền mọc được kích. Rồi áo kháng hỏ, kháng phục hồi, chúng độc kháng băng. Đàn thủ làm chậm. Bao tay khăn lôi, bội khăn lôi, giày chón khăn họ, nhẫn khăn họ 23 dùng 1. Đó, nhẫn làm 140, đai, rồi đai, giày như cũ. Nói chung là sẽ đồ như cũ không gì thay đổi nha mọi người. Rồi giờ Khải đưa lại chế đồ này cho nó cấp Thiếu Lâm.
Em đang 73 anh em. Khả Tăng lúc nãy máu Khả 9.4. Lúc nãy là Khả Tăng sinh khí là 209, là máu Khả 9.4, lực tay có 4.7 thôi. Giờ lên em cao ok cho anh em ơi. Em thấy máu tầm 7 con em là được rồi anh Khả nha. Ok 7 con em. 7 con em ok. Rồi 7 con em đúng chưa? Nếu mà máu 7 con em. Anh em thấy ui da, nhiều máu rồi. Cái này là bóp chống phá nên mới được máu nha anh em. Nhưng phải luôn. Nói chung là do Khải là vừa cầm sói nữa anh em, cầm sói nữa mà máu yếu quá là nó giờ chết lắm. Anh em. Ok này. Đây anh em. À, ví dụ như đây, bằng cao không? Đánh được tay hình chung là tầm này là Khải nghĩ là này là hợp lý rồi anh em. Nhưng này là nhưng này Khải đỡ này, đây. Máu 7.5. 7.5 có Vinh nữa, 7.8. 7.8. Nói chung là chọn 5k lần tay là hợp lý rồi nè. Khải nghĩ tầm này là hợp lý rồi, có tải nữa thì cũng không hợp lý nữa. Giờ là hợp lý rồi nè. Máu tròn 8k. Hay hơn nè, đó. Máu tròn 8k. Đó, ok chưa? Rồi anh em lên thiếu lâm chuẩn bị boss anh em ơi. Có đây ba đây. Ra boss rồi. Đúng rồi. Ok anh ơi. Đây. Tầm này là quá đẹp luôn anh em. Tầm này hợp lý luôn anh em. Máu 8k. Lực tay 5k tròn. Nãy lực tay có 4.7 thôi. Đó, quá hợp lý luôn. À ok, lên boss. Lâm tiên. Điên à, sắp sắp giảm mềm đi. Ok anh ơi. À, Dũng đợ gì giùm em Tương Dương Nam anh Dũng đợ ơi. Ok Dương ơi, đợ ghẹ chị Dũng chơi game nha. Dũng đợ 3k này. Ok chưa, hợp lý chưa? Quá hợp lý luôn. Hết, anh em full down rồi mà. Thọ Phước ơi. Em full down rồi mà. À, non thiếu lâm quyền pháp. Đây anh Vũ đợi, Vũ đợi. Là nhiêu khoảng 3k6 đúng không? 3k6 gì? 3k6 em đương lành 600 rồi anh còn 3k thôi. Mày dâu trả tao đó, em đưa anh là đủ. Ok chưa? Rồi em xong rồi đấy. Rồi Vũ đợi từ lại sau nha. Rồi ok lên boss em ơi, lên boss đi. Rồi. Boss em ơi. F5 mà. F5 nè. Phụ điểm rồi, khai mất một đường đao rồi. Mất đường đao rồi. Mất đường đao rồi. Không hề mọc trước à. Khải lấy cái sương tử thống rồi nè, khải lấy sương thống. Không, đánh bình bình như bình thường em ơi. Đánh như bình thường em ơi, hôm qua test rồi em ơi, hôm qua test đánh không nổi em ơi. Ừ, hôm qua test. Khải cầm cái sương tử thống đỡ Khải cầm sói nữa nè em ơi. Thiên bang em ơi. Chứ còn sợ hộ chế chỗ chéo Khải biết mà. Thiên bang em ơi. Phải cầm sói Khải bùm chón rồi đỡ cho anh em ở sau ôm tới. Nói chung là mình là một thùng là vừa ban nữa nè, chứ không phải một thùng chuyên cho mình. Ví dụ như sau này mình liên đấu á thì mình chuyên sau này nọ nó khác nè. Hai con nằm chỗ. Chuyên em ơi. Đó, thằng tay lên 5k. Này là ngon rồi nè. Hôm trước là em tăng chiều 64 cũng định là đỡ sói thôi, nhưng mà cảm giác máu dư quá. Ui dạ. Xe qua 3 giờ nè, xe 3 giờ đánh mạnh thằng lương trước nè em ơi.